Chào mọi người. Cuối cùng thì mẫu xe đang được mong chờ nhất cũng đã xuất hiện rồi, đây chính là chiếc Kia Carens 2022 thế hệ hoàn toàn mới. Và trong khi mọi người vẫn còn đang bàn cãi chuyện nó là chiếc MPV hay là chiếc SUV thì thôi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem đây là phiên bản máy xăng cao cấp nhất. Tại thị trường Việt Nam thì Kia Carens sẽ được phân phối với 7 phiên bản tất cả, và đáng chú ý nhất đó là gồm có 4 tùy chọn về hộp số và 3 loại động cơ. Đây là Kia Carens phiên bản Signature, phiên bản cao cấp nhất của phiên bản máy xăng, sẽ được sử dụng động cơ 1.4 turbo và sức mạnh đầu ra thì sẽ nhỉnh nhất, nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau nói thêm. Đây là về thiết kế của đầu xe thì như các bạn thấy đây, cũng có rất nhiều thiết kế mang đặc tính của những người anh em khác, ví dụ như chiếc Kia Seltos chẳng hạn, với những đường kiểu kim cương ở đây. Và hệ thống đèn chiếu sáng chính thì sẽ là đèn LED hết. Đáng chú ý hơn nữa, khi mà xe thì được trang bị cảm biến ở phía trước. Tất nhiên thì mức giá của mẫu xe này thì lát nữa mình cũng sẽ đề cập thêm, nhưng có lẽ vì với mức giá này thế nên nó sẽ có nhiều trang bị khá nhỉnh trong phân khúc. Đây là về thiết kế đầu xe. Đèn thì chiếu sáng LED mình đã chia sẻ, ở dưới này thì sẽ là chrome, và vẫn có rất nhiều họa tiết theo kiểu kim cương ở đây. Ơn rồi, khi mà chúng ta nhìn sang phần hông ở đây thì chúng ta sẽ được trang bị bộ mâm kích thước 17 inch. Đây là một điều lúc trước mình có hơi quan ngại một chút, bởi vì với phiên bản ở quốc tế hay là ngay kể cả người anh em đồng hương cũng mới được ra mắt thì vẫn chỉ là mâm 16 thôi. Nhưng mà Kia Carens tại thị trường Việt Nam thì sẽ được trang bị mâm kích thước 17 inch. Và khoảng sáng gầm của mẫu xe này thì đạt 190mm. Đặc biệt hơn, khi chiều dài cơ sở của mẫu xe này, các bạn nhìn thế này, nếu mà nhìn từ phía bên ngang thì chiều dài cơ sở của mẫu xe này đạt 2800mm, nghĩa là nó còn nhỉnh hơn so với cả Kia Sportage và chỉ thua kém 15mm so với cả Kia Sorento. Đấy là một chút thông tin. Sự kiện thì khá đông nên mọi người thông cảm cho mình một chút nhé. Đây là phần đuôi của Kia Carens mới, và nếu như các bạn nhìn thấy ở đây, đây là cốp mở điện, đóng mở điện. Đấy, chúng ta đóng này, cũng là một điểm khác biệt ở trong phân khúc. Đây là phiên bản Signature. Ở dưới này thì cũng sẽ có đầy đủ cảm biến. Tuy nhiên thì tại thị trường Việt Nam, Kia Carens sẽ không có camera 360 độ. Một chút không gian khi mà chúng ta mở cả ba hàng ghế. Đây là không gian còn lại, và có thêm những ngăn chứa đồ nhỏ. Về độ ngả của ghế thì mình nhận thấy là khá sâu, thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau xem. Đây, như các bạn thấy ở đây là cũng đã sâu rồi này. Và với phiên bản Signature thì chúng ta sẽ có tùy chọn là hai ghế đơn, phiên bản 6 chỗ ngồi hoặc là phiên bản 7 chỗ ngồi. Và với phiên bản này thì lại còn có thêm tùy chọn màu nội thất là màu trắng hoặc là màu xám nữa. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau ngồi thử luôn hàng ghế thứ hai này. Đây, đây là cách mình ngồi hàng ghế thứ hai, thì tất nhiên là mọi thứ nó vẫn sẽ là chỉnh cơ. Lại một lần nữa. Đây, đây là sẽ là độ ngả ghế sâu nhất. Wow. Và đèn ở trong này là toàn bộ là đèn LED trắng. Độ ngả ghế như thế này tốt rồi. Và nếu như mà dịch chuyển, đây, mình sẽ ngồi như thế này. Nâng thêm một chút ghế để nhường thêm không gian cho người ngồi sau. Đây, như thế này nhá. Và khi ngồi ở hàng ghế thứ hai thì mình nhận thấy là có loa Bose ở đây với phiên bản cao cấp nhất, và có bàn ăn. Ồ, dày dặn nhá, rất dày dặn. Có thể kẹp điện thoại để ở trên này. Điều hòa tự động các bạn. Và ở dưới này thì sẽ là cổng xi. Đây, bạn cửa gió điều hòa. Một chi tiết cũng rất đáng khen, bởi cửa gió ở đây là kiểu dạng âm trần khác với cả các đối thủ. Chúng ta sẽ có cửa gió lùi lùi ở phía trước. Đấy. Mình ngồi đây, cửa kính thì rất lớn nhá, các bạn nhìn này. Đấy, hạ xuống được như thế này. Ủa, công nhận là rộng thật đấy. Và để xuống hàng ghế thứ ba thì cũng dễ thôi. Đây. Nếu như mà mình ngồi hàng ghế thứ ba thì các bạn có thể thấy là khoảng trống chân này, và đây sẽ là độ ngả ghế sâu nhất. Ngồi. Đấy, thì mình nghĩ như thế này cũng khá ổn. Đây, với khoảng sáng đầu này. Và đặc biệt hơn, khi mà ngồi ở hàng ghế thứ ba thì không giống như là nhiều mẫu xe đối thủ chỉ ở kiểu dạng tẩu thuốc, thì ngay ở đây chúng ta có cổng xi. Toàn bộ trong này là cổng xi hết, rất thời thượng. Đấy. Và đây là cái chỗ nắm tay. Đây, ví dụ như các bạn bước vào, các bạn nắm tay vào đây, cũng là một chi tiết rất tinh ý đấy. Cửa gió ở phía dưới này, đây, cũng có thể mở như này. Không phải là chung kiểu cửa gió ở hàng ghế trước, mà chúng ta có thể đóng mở như thế này luôn. Đấy, hai dạng đóng mở. Nói chung là nhìn cũng ấn tượng đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lên hàng ghế đầu tiên.
Đây ví dụ như mình ở đây thì chỉ cần hóa ra nút bấm ghế thì nó sẽ chỉ có phía bên tay trái này thôi. Đấy, thì bấm này. Đấy. Thì mọi người có thể sang được. Còn phía bên này thì sẽ không có. Nào đến với hàng ghế đầu tiên, với một phiên bản máy xăng cao cấp nhất Signature thì chúng ta sẽ có gì? Đầu tiên là ghế ngồi thì hai màu như mình cũng đã chia sẻ rồi nhá. Và ở đây sẽ còn có làm mát ghế. Đây cũng là một tính năng mình thấy rất thú vị ở trong phân khúc. Quả nhiên là chỉ có xe Hàn mới nhiều option như thế này. Nếu như bấm vào đây thì chúng ta sẽ có 3 chế độ lái. Và đồng hồ ở đây thì nó sẽ giống với cả Sonet, có một màn hình màu kích thước 4,2 inch ở giữa, và xung quanh đây thì nó sẽ là kiểu dạng điện tử, gồm có báo tốc độ và báo vòng tua. Khi mà chúng ta chuyển chế độ lái thì nó sẽ chỉ đổi màu thôi. Ở đây thì có thêm màn hình 10,25 inch, chỉ có ở phiên bản cao cấp nhất thì chúng ta mới được trang bị màn hình lớn như thế này. Điều hòa thì nó vẫn sẽ là điều hòa tự động một vùng thôi. Nhưng mà tuy nhiên ở đây thì các bạn nhìn, nó sẽ là cảm ứng. Đấy, cảm ứng này. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có cổng C và một cổng USB-A và một cổng tẩu thuốc ở ngay phía giữa. Hỗ trợ đổ đèo, làm mát ghế. Và ở đây thì chúng ta sẽ có camera, tuy nhiên thì mình cũng nói rồi, chỉ có camera ở phía sau, không có camera 360 độ. Nhưng bù lại thì có cảm biến trước và cảm biến sau. Nhưng một trang bị duy nhất ở trong phân khúc đó là cửa sổ trời. Đây là một điều mình nghĩ rằng sẽ rất nhiều người thích. Nhiều người thích một mẫu xe phổ thông như thế này nhưng mà có được những trang bị kiểu như vậy. Nhưng hơi đáng tiếc một chút khi mà xe thì vẫn sẽ sử dụng phanh tay cơ thôi. Và một điểm nữa thì tại thị trường Việt Nam, Kia Carens sẽ không có gói an toàn chủ động kiểu ADAS giống như nhiều đối thủ ở trong phân khúc hiện nay. Đây là một điểm mình thấy hơi tiếc đấy. Ngoài ra nữa ở đây nếu như các bạn nhìn này. Đây, các bạn có thể để thêm ly nước và có thể làm mát ở đây. Đấy, sẽ có công tắc để làm mát. Có thêm đèn viền nội thất và bệ tì tay. Đấy. À, hóa ra nếu mà như thế này thì các bạn sẽ để đồ nó không được kín lắm đâu. Đây, để lên phía trên này. Xa không dây thì ở phía trước này có. Đây, quạt gió này. Kia Carens 2022. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài. Bây giờ thì hãy cùng nhau nói một chút về động cơ. Thì đây là Kia Carens phiên bản Signature sẽ được trang bị động cơ Smart Stream 1.4 lít tăng áp, và cho công suất cực đại của nó thì đạt khoảng 138 mã lực và 242 Nm moment xoắn. Kết hợp với đó là hộp số ly hợp kép 7 cấp. Đây rõ ràng là những điều mà không hề có ở trong phân khúc. Thông số thì rõ ràng là nhỉnh hơn nhiều và mình cũng đang rất nóng lòng để được trải nghiệm phiên bản này. Về mức giá bán thì tất nhiên theo mình nhận định thì nó cũng sẽ hơi cao một chút. Mức giá bán cho phiên bản Signature ở đây là 849 triệu đồng. Thì một vòng vừa rồi là rất nhanh, chúng ta đã cùng nhau xem phiên bản Signature của Kia Carens 2022. Thì các bạn thấy sao? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.